Kính chào quý vị. Thưa quý vị, chùa Long Thiền hay còn gọi là chùa Cây Thị, nổi tiếng là ngôi chùa có đàn rắn nghe kinh. Cứ nghe thấy tiếng thỉnh chuông, tụng kinh là đàn rắn ở đâu kéo ra, thả mình rơi lộp bộp trước chính điện. Rắn nhiều khắp chùa, cuộn tròn nằm ngủ cùng người. Rắn cuộn mình trong thùng gạo. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ngôi chùa này. Chùa Long Điền hay còn gọi là chùa Cây Thị, tọa lạc tại thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chùa đã có từ 200 năm. Đây là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng với nhiều câu chuyện ly kỳ của thành phố Phan Thiết, mà trong đó có những bí ẩn về loài rắn nghe kinh chưa có lời giải. Chùa Cây Thị vốn được cho là nơi tọa lạc rất nặng âm khí, vì trước kia đây là vùng đất nghĩa địa, cũng chính là nơi để các dụng cụ tổ chức lễ mai táng. Chính vì những huyền bí hoang sơ và linh thiêng của vùng đất, không chỉ có người dân không dám đến đây mỗi khi chiều tà, mà trước kia có rất nhiều sư trụ trì ở đây, nhưng cuối cùng cũng xin bỏ đi nơi khác. Đến nay, sư trụ trì Thích Nữ Hạnh Châu đến tiếp quản được gần 20 năm. Những ngày đầu mới về tiếp quản chùa, gần như cổ tự xuống cấp sập sệ. Ngôi chùa nhỏ rột nước khắp nơi, chẳng khác nào căn nhà cấp 4 lâu ngày bỏ hoang. Xung quanh chùa chẳng có ai dám dựng nhà sinh sống. Câu chuyện tâm linh huyền bí ngôi chùa rắn nghe kinh bắt đầu từ khi hai chị em sư cô song sinh về tiếp quản ngôi chùa. Những câu chuyện ly kỳ về đàn rắn trong chùa bắt đầu xuất hiện. Bấy giờ xung quanh chùa đâu đâu cũng gặp rắn, thậm chí là lúc hái rau không chú ý, tay bốc nhầm đầu rắn là chuyện thường. Lúc ngủ, rắn còn cuộn cạnh bên giường. Lo sợ, ngày ngày hai vị sư cô làm cây để vợt rắn đem đi nơi khác thả. Tích cực dọn cỏ cây, nhưng đuổi đi rồi, đàn rắn lại bò về. Chúng xuất hiện khắp nơi. Có hôm mở thùng gạo chuẩn bị nấu cơm, đã thấy con rắn cuộn thành cục đen xì nằm lù lù. Nhiều con to, gần bằng hai ngón tay người lớn gộp lại. Vị sư cô khẽ rùng mình nhớ lại. Đi ngủ cũng có rắn, toilet cũng có rắn. Có nhiều vị chấp tác phải bỏ về, không thể có gan nào mà ở lại. Chưa hết, hễ mỗi lần sư cô cùng Phật tử thỉnh chuông, nghe tiếng chuông, nghe tiếng tụng kinh niệm Phật, từ nóc chánh điện lại xuất hiện hàng chục con rắn xanh. Đàn rắn sau hồi lâu ngóc đầu lắng nghe kinh Phật, lại quăng mình rơi lộp độp xuống nền chánh điện. Chúng rơi xuống trúng cả lưng của các sư, bò lổm nhổm xung quanh mấy người đang tụng kinh. Có hôm sợ quá, nhiều người phải vùng chạy ra ngoài. Vị sư cô kể, đàn rắn lục ngóc đầu nghe kinh Phật đều đặn như cơm bữa. Lạ hơn nữa, chúng không hề tấn công người và có sự phân bố rõ rệt. Rắn mình xanh ẩn nấp trên nóc chánh điện, xung quanh vườn chùa là rắn thân đen. Sự lạ lặp đi lặp lại khiến cho ai nấy nghĩ rằng đàn rắn xanh kia là hóa thân của bậc thiền sư quá cố, từng tu hành ở chùa cổ. Hai chị em ni sư trụ trì kêu Đức Phật Tam Bảo gia hộ, chứ nhất quyết không bỏ chùa ra đi, và chuyên tâm tụng kinh niệm Phật để cầu siêu thoát cho đàn rắn, cho đàn rắn được tĩnh tâm ẩn tu. Trước ngày tháo dỡ chùa cũ vào năm 2003, bà lên thắp nhang nhẩm niệm. Có thí chủ tốt bụng cúng dường Tam Bảo xây mới chùa đàng hoàng hơn, các ngài linh thiêng xin tạm lánh nơi khác. Ngôi chùa rắn nghe kinh, không ai có thể lý giải được chuyện, dù mọi hôm đàn rắn xanh xuất hiện như nấm trên nóc chánh điện, nhưng hôm tháo mái chùa khởi công xây dựng, đám thợ không hề bắt gặp một con rắn nào. Cũng từ khi xây mới, giống rắn sinh sống xung quanh chùa rời đi đâu không ai rõ. Có lẽ không ít người sẽ hoài nghi những lời kể trên, nhưng với cư dân địa phương, chuyện rắn nghe kinh, gieo mình lộp độp xuống nền chánh điện chùa Cây Thị thì ai cũng nhiều lần tận mắt thấy. Bên cạnh đó, chùa Cây Thị còn là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, thanh tịnh. Đây là nơi để người dân dâng hương, cúng bái và là nơi tâm linh, niềm tin, cũng là nơi có vị trí thoáng đãng, tự nhiên và hài hòa đối với các du khách đã từng ghé qua. Từ khi nhờ công đức hai vị sư song sinh về trụ trì, chùa Cây Thị mới thay ra đổi thịt, trở thành cổ tự lớn nhất vùng như hôm nay. Một ngôi chùa ở miền Trung cũng có một sự tích nổi tiếng về một đôi rắn tu. Đôi rắn tu dài hàng mét gồm một đực một cái, thường rủ nhau từ núi Ngũ Phong về chùa Cha Am.
Kỳ lạ hơn nữa khi mà cặp rắn này chỉ xuất hiện tại chùa vào các ngày sóc vọng, các ngày mùng 1, 15, 30 hàng tháng và trú lại qua đêm trong hang cây gia cổ thụ để lặng lẽ bỏ đi. Thấy chuyện lạ, một số người cho rằng đây là đôi rắn có chân tu nên mới về chùa để nghe giảng giải kinh Phật. Giám tự Đại Đức Nguyễn Văn Phương, pháp hiệu Thích Thế Thanh, trụ trì chùa Cha Am cho biết, những năm đầu của thập kỷ 40 thế kỷ trước, người ta bất ngờ thấy hai con rắn thường đến vãn cảnh nhà chùa vào các ngày sóc vọng, ngày lễ lớn. Nhà sư dẫn chúng tôi đến dưới gốc cây đa hơn 100 năm tuổi trong khuôn viên nhà chùa, cho hay đây chính là nơi trú ngụ qua đêm của đôi rắn tu vào mỗi dịp ghé chùa. Đôi rắn thân hình đen bóng, trên đầu có hình dáng chiếc mào, gồm một con ốm nhưng dài đến hơn 3 mét, con còn lại to hơn nhưng chỉ dài chưa bằng nửa con kia, nên người dân địa phương vẫn gọi vắn tắt cho dễ nhớ là ông cụt ông dài, sư thầy giải thích. Cũng theo lời của Đại Đức Thích Thế Thanh, cặp rắn tu chỉ xuất hiện đều đặn vào các ngày sóc vọng hàng tháng, bình thường hiếm ai bắt gặp. Lúc đầu, nhìn thấy rắn thần, không ít người rất sợ hãi trước hình thù quái dị, to lớn khác thường của đôi rắn, nhưng dần dần quen mắt bởi chúng không hề làm hại bất cứ ai. Lại trườn bò một cách nhẹ nhàng, cặp rắn tu luôn quấn quýt bên nhau như hình với bóng, dường như rất biết ý tứ nên đôi rắn không bao giờ tự ý động chạm vào thức ăn của nhà chùa, ngoại trừ thức ăn do chính các sư trong chùa đích thân đem cho. Điều kỳ lạ hơn nữa là cứ đến giờ khai kinh gõ mõ, người ta lại chứng kiến đôi rắn ngẩng đầu, bất động, lắng nghe một cách chăm chú khó hiểu. Nhiều hôm giữa đêm khuya thanh vắng còn có tiếng gáy kỳ lạ phát ra từ hốc cây đa. Tất cả sư sãi trong chùa cũng như là dân làng đều nghe rõ một một. Sáng mai sau khi nghe hết kinh Phật, đôi rắn lại nhằm hướng núi Ngũ Phong gần đó để trườn về. Sư thầy Thích Thế Thanh thuật lại, cho rằng nhà chùa có căn duyên, đất có lành, chim mới đậu, nên vị tổ sư của chùa ngày đó cũng là sư phụ của sư thầy Thích Thế Thanh, nay đã quá cố, cho lập am thờ đôi rắn ngay dưới gốc cây đa, nơi hai ngài rắn thường trú ngụ mỗi khi hạ sơn xuống chùa. Cho đến những giây phút cuối đời, trước lúc viên tịch, vị tổ sư không quên, chăn chối, căn dặn đệ tử phải hết sức trông nom am thờ dưới gốc đại thụ này. Với mong muốn tìm hiểu thực hư câu chuyện đôi rắn về chùa Cha Am, nghe kinh lạy Phật, phóng viên đã tìm gặp cụ bà Võ Thị Mỹ, 86 tuổi, là người cao niên nhất ở khu vực. Chỉ vừa nghe đề cập đến chuyện có hay không cặp rắn khổng lồ về chùa, cụ Mỹ đã khẳng định, hồi đó tôi mới 14 tuổi, nhà lại gần chùa nên thường sang quét dọn thắp nhang tại chùa. Tận mắt tôi đã nhìn thấy đôi rắn to bằng cổ chân trườn từ bên ngoài vào chùa. Trước khi qua cổng chùa, cặp rắn đều cúi đầu ngúc ngoắc hai cái như thể là con người cử hành nghi lễ lạy bái vậy. Lúc đầu thấy hai ngài, tôi chết lặng sợ hãi, nhưng rồi quen dần vì các ngài không hề làm hại hay dọa nạt người làng như rắn thường. Hình dáng, màu sắc lẫn cử động của rắn thần được cụ Mỹ mô tả y hệt lời sư thầy Thích Thế Thanh thuật lại. Chuyện về cặp rắn thậm chí còn trở thành truyền thuyết mà người dân địa phương nào cũng biết. Anh Phùng Nguyễn Huy Du, người dân thôn Tứ Tây cho hay, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được cha nhiều lần kể lại, thời xưa có hai con rắn to thường hay về làng, vào chùa Cha Am, nghe sư thầy tụng kinh niệm Phật. Chuyện rắn tu ở đây ai mà chẳng biết. Vậy đôi rắn tại sao không xuất hiện nữa? Sư thầy Thích Thế Thanh nét mặt đăm chiêu cho biết, đôi rắn thần về chùa trong suốt thời gian khoảng gần một thập kỷ thì mất tăm hơi. Kể từ đó không còn ai nhìn thấy rắn thần đến vãn cảnh chùa. Cũng đã có lần, người làng đi tìm tung tích ông cụt ông dài ở núi Ngũ Phong, nơi đôi rắn hướng về sau khi nghe kinh lạy Phật, nhưng không thấy dấu vết gì. Nhân sinh quan thì sanh chú dị diệt, thế giới quan thành trụ hoài không. Có nghĩa rằng, ở đời cái gì cũng chỉ xuất hiện trong thời gian nhất định nào đó. Có sinh ra, ắt có biến mất, đó là duyên phận ở đời. Sư thầy Thích Thế Thanh giảng giải, từ quan niệm đó ông cũng trải lòng, không lấy đó làm điều phiền lòng. Nhiều người dân địa phương lại lý giải khác, họ bảo nhau thời gian sau này, dân cư lên núi dựng nhà sinh sống ngày một đông, chính bầu không khí ồn ào đã khiến cho đôi rắn tu ít khi hạ sơn như trước kia. Câu chuyện rắn thích nghe kinh Phật có lẽ chỉ là những câu chuyện tự nhiên, chẳng có thần thánh ma tà nào, nhưng truyền thuyết này vẫn gắn bó với người dân địa phương như một lời nhắn nhủ con cháu phải sống phục thiện, như một nét chấm phá đặc sắc cho miền quê giàu truyền thống văn hóa này. Thời lượng chương trình đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ trong các chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!